Thưa quý vị và các bạn, mức độ lây nhiễm giảm dần và chương trình tiêm ngừa vaccine ngày càng được mở rộng, thì nhiều khu vực của châu Âu đã bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng mở cửa một cách thận trọng. Nhiều quốc gia vẫn duy trì hạn chế đối với việc tụ tập đông người, tái áp đặt hạn chế đi lại và cân nhắc biện pháp phong tỏa theo từng địa phương. Tất cả là bởi sự xâm nhập của biến thể có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo kế hoạch được chính phủ Anh đưa ra, ngày 21 tháng 6 tới sẽ là hạn chót để nước này mở lại toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới y tế nước này đang kêu gọi chính phủ lùi kế hoạch bởi sự xuất hiện và lây lan của biến thể Delta, biến thể được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ với khả năng lây lan nhanh hơn 40% so với biến thể lần đầu phát hiện tại Anh. Chúng tôi hoàn toàn để mở khả năng phải trì hoãn việc gỡ hết phong tỏa nếu buộc phải làm điều đó. Chúng tôi đã nói rõ trong bản lộ trình rằng ngày 21 tháng 6 là cột mốc mà trước đó chúng tôi sẽ không thực hiện bước thứ tư. Chúng tôi cần xem xét kỹ các dữ liệu, còn lộ trình được đề ra là để đáp ứng với các thay đổi. Số liệu từ cơ quan y tế Anh cho thấy trong vài ngày qua, Anh luôn ghi nhận trên 5.000 ca nhiễm mới, trong đó chủ yếu là nhiễm biến thể Delta. Thận trọng khi mở cửa cũng là cách mà giới chức Pháp đang áp dụng. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 9 tháng 6 theo giờ Pháp, các nhà hàng được phép đón thực khách đến dùng bữa ở quán thay vì chỉ cho ngồi ngoài trời hoặc bán mang về như trước. Người Pháp sẽ được phép ở ngoài muộn hơn, giờ giới nghiêm sẽ lùi lại đến 23 giờ thay vì 21 giờ. Ý thức chống dịch của người dân Pháp giờ đây đã được nâng lên so với thời điểm năm 2020. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã được tiêm 2 liều vaccine, do vậy tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Thế nhưng bạn biết đấy, biến thể biến đổi không ngừng và vì thế phải luôn thận trọng. Đức, Áo dù mở cửa trở lại nhưng vẫn cấm nhập cảnh đối với hầu hết du khách đến từ Anh. Một số nhà khoa học cảnh báo khó khăn mà châu Âu phải đối mặt là tìm ra cách thức đối phó với biến thể Delta khi nó tiếp tục phát triển và lan rộng. Chừng nào virus còn lan rộng thì chừng đó những biến chủng mới hơn vẫn có cơ hội để phát triển và điều này buộc các quốc gia phải quyết định có nên tái áp đặt các biện pháp hạn chế hay chấp nhận nguy cơ virus sẽ lây lan trong những nhóm người không được vaccine bảo vệ. Một số thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã khởi động xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng sau khi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, tại thành phố Thâm Quyến, một công nhân cảng sau 12 lần xét nghiệm đã cho kết quả dương tính. Đây là F1 của ca F0 làm việc tại cảng, cách ly từ ngày 21 tháng 5 tới ngày 1 tháng 6 và xét nghiệm 11 lần đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, xét nghiệm lần thứ 12 vào ngày 5 tháng 6 cho kết quả dương tính. Quảng Đông, trung tâm sản xuất và là tỉnh có sản lượng kinh tế lớn nhất Trung Quốc, ghi nhận hơn 110 ca COVID-19 từ ngày 21 tháng 5. Số ca ở thủ phủ Quảng Châu chiếm 90%, khiến chính quyền thành phố hơn 18 triệu dân phải tăng cường xét nghiệm. Quảng Châu đã lấy gần 28 triệu mẫu xét nghiệm axit nucleic cho kết quả là 40 người dương tính. Nhiều người được lấy mẫu nhiều lần. Ngày hôm qua, ngày 8 tháng 6, theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình sau khi đi thăm hai nước Guatemala và Mexico. Chuyến công du Trung Mỹ của Phó Tổng thống Harris là trọng tâm chính trong chiến lược của Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề nhập cư trái phép vào Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Mexico trước khi trở về nước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với những người dân nghèo và bị đe dọa ở khu vực Mỹ Latin, Mỹ có khả năng mang lại cảm giác hy vọng để họ có cuộc sống tốt hơn ngay tại quê nhà mà không phải chạy trốn sang biên giới Mỹ. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề nhập cư và tăng cường cách thức hợp pháp để người nhập cư có thể vào Mỹ. Hầu hết mọi người đều không muốn rời bỏ quê hương. Họ chỉ rời đi với hai lý do, chạy trốn mối đe dọa nào đó hoặc những quốc gia đó không đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản để duy trì và chăm sóc gia đình của họ. Để cụ thể hóa những cam kết này, trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico, Phó Tổng thống Mỹ Harris, đại diện Bộ Ngoại giao Mexico và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế thúc đẩy phúc lợi xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề di cư trái phép. Tổng thống cũng như Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra những đề xuất để giải quyết vấn đề người di cư đến từ ba quốc gia Trung Mỹ là Guatemala, Honduras và El Salvador. Đó là lý do hôm nay hai bên ký những bản ghi nhớ hợp tác. Điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết gốc rễ về người di cư trái phép. Tại Guatemala, Mỹ đã công bố kế hoạch một trung tâm di cư mới để người dân nước này có thể xin tị nạn ngay tại nước mình thay vì phải vượt hàng nghìn cây số để đến biên giới Mỹ-Mexico. Mỹ cũng đầu tư 48 triệu đô la vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhà ở và nông nghiệp tại Guatemala.
Chuyến công du của Phó Tổng thống Harris tới Guatemala và Mexico nằm trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề người di cư trái phép vào Mỹ. Kể từ khi ông Biden lên nắm quyền, số lượng người nhập cư trái phép bị bắt giữ ở khu vực biên giới với Mexico tính theo tháng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Chính vì vậy, vấn đề người di cư đã trở thành một trong những thách thức lớn mà Tổng thống Biden phải đối mặt trong những tháng đầu nhiệm kỳ khi Đảng Cộng hòa tận dụng cơ hội này để chỉ trích chính phủ đương nhiệm. Một số tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã không hề trả đồng thuế thu nhập nào trong một vài năm qua. Phát hiện gây chấn động này được đưa ra trong báo cáo điều tra do tổ chức báo chí phi lợi nhuận ProPublica có trụ sở tại New York, Mỹ công bố vào ngày hôm qua ngày 8 tháng 6, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các đề xuất mới nhằm đối phó với vấn nạn trốn thuế của các cá nhân và công ty giàu có. Trong báo cáo, ProPublica cho biết một số người giàu nhất nước Mỹ đã trả rất ít thuế thu nhập so với khối tài sản khổng lồ của họ và thậm chí đôi khi không trả đồng nào. Những cái tên trong danh sách này có cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, tỷ phú ngành truyền thông, tỷ phú tài chính George Soros, đặc biệt nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng nằm trong danh sách trên khi không đóng thuế thu nhập trong năm 2007 và 2011, trong khi giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX Elon Musk đã né toàn bộ các khoản thuế trong năm 2018. Theo ProPublica, những tỷ phú này không sai phạm trong việc kê khai thuế, nhưng có các chiến lược trốn thuế vượt tầm của những người bình thường. Họ còn được hưởng lợi từ cách tính thu nhập chịu thuế trong bộ luật thuế của Mỹ khi không tính giá trị tăng trưởng của các tài sản như cổ phiếu hay bất động sản mà chỉ tính thuế từ việc bán các tài sản này. Hiện Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng đang điều tra về việc để lộ các thông tin về kê khai thu nhập. Vấn đề này cũng đã được chuyển đến Chánh thanh tra Bộ cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và các công tố viên liên bang. Chúng tôi đang điều tra rất kỹ vấn đề này. Tôi sẽ không đưa ra bình luận vào thời điểm hiện tại. Tôi có thể khẳng định rằng chính phủ đang làm rất nhiều việc để đảm bảo rằng các tập đoàn hay giới siêu giàu sẽ phải đóng thuế một cách công bằng. Về phần mình, các tỷ phú bị nêu tên trong bản báo cáo chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nói trên. Báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các bộ trưởng tài chính nhóm G7 đã nhất trí ủng hộ một thỏa thuận quốc tế mang tính lịch sử về cải cách hệ thống thuế doanh nghiệp toàn cầu. Theo đó, tại hội nghị ở London, Anh ngày 5 tháng 6, các bộ trưởng ủng hộ việc áp mức tối thiểu toàn cầu đối với doanh nghiệp là 15%. Chính sách đàm phán hạt nhân của Iran sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 6 tới, bởi vấn đề này đã được lãnh đạo cao nhất của Iran quyết định. Đây là tuyên bố mới nhất từ người phát ngôn chính phủ Iran. Dịch COVID-19 tại Ấn Độ đã bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu tích cực khi mà số ca mắc mới giảm liên tiếp trong những ngày vừa qua, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Kết quả này có được một phần là do chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Thế nhưng trên thực tế, tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở khu vực thành thị của Ấn Độ đang nhanh hơn rất nhiều so với những vùng nông thôn, nơi có hàng trăm triệu người đang sinh sống. Điều này phản ánh tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong chiến dịch tiêm chủng của quốc gia Nam Á này. Theo số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ, tại 114 khu vực kém phát triển nhất của Ấn Độ, nơi sinh sống của khoảng 176 triệu người, chỉ mới có tổng cộng 23 triệu liều vaccine được tiêm cho người dân. Dữ liệu từ cổng tiêm chủng Cowin của Ấn Độ cũng cho thấy, trong 4 tuần đầu tiên của tháng trước, 9 thành phố lớn tại Ấn Độ đã tiêm nhiều hơn 16% số liều vaccine so với các khu vực nông thôn gộp lại. Trước đó, cuối tháng 5, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đã chỉ trích cách triển khai chương trình tiêm chủng của chính phủ, đồng thời yêu cầu chính phủ cung cấp bảng thống kê số liều vaccine được tiêm tại các vùng nông thôn và thành thị. Thế nhưng trong tuyên bố mới nhất, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã chỉ trích các báo cáo về tình trạng bất bình đẳng trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Ấn Độ là không chính xác và mang tính chất suy đoán. Chiến lược tiêm chủng COVID-19 của quốc gia này hiện đang được đẩy mạnh và đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận vaccine. Từ ngày 21 tháng 6 tới đây, chính phủ Ấn Độ sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho những người từ 18 tuổi trở lên ở mọi khu vực tại Ấn Độ. Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai hồi giữa tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã tiêm hơn 222 triệu liều vaccine cho người dân, song mới chỉ chưa đến 5% trong số 950 triệu người trưởng thành được tiêm đủ 2 liều. Tuy nhiên, với việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì Ấn Độ đã bắt đầu ghi nhận những thành quả tích cực. Ngày 7 tháng 6, Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất trong 62 ngày qua. Đây cũng là ngày thứ 25 liên tiếp số ca phục hồi nhiều hơn số ca nhiễm mới. Trước thực tế là số ca nhiễm mới đã giảm mạnh từ mức cao điểm hơn 400.000 ca một ngày hồi đầu tháng 5, thủ đô New Delhi cũng như nhiều thành phố khác đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế để từng bước nối lại hoạt động đi lại và kinh doanh từ ngày 7 tháng 6.